chương một địa ngục hình thức bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trong hoàng cung một cái rách nát tiểu viện cửa gỗ đóng chặt ve kêu không dứt không khí ngưng trệ oi bức chi cực lưu dương cảm giác được liền là thân thể cực độ suy yếu đứng ở nơi đó đều có một loại choáng váng cảm giác chậm rãi đi qua ngồi ở một cái trên băng ghế đá cổng trăm mát địa phương ngồi một cái thái giám sau lưng dưới bóng cây cũng ngồi một cái cung nữ ánh mắt của bọn hắn đều theo lưu dương mà động có xem kỹ chi ý sân nhỏ rất nhỏ cao cao vách tường đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập một thân cũ nát tơ chất quần áo toàn thân bao da lấy xương cốt lưu dương nhìn xem mình thân thể này tình huống cũng là bất đắc dĩ xuyên qua trùng sinh sự tình vậy mà tại trên người mình phát sinh đồng thời kéo đến tận cung đấu hoàng hậu vì con của nàng đối chính mình cái này đại hoàng tử hạ độc thân phận bây giờ có chút quái dị lại là đông hán linh đế rất nhiều chết yểu hoàng tử một trong danh tự liền gọi lưu dương là sống lấy hoàng tử bên trong tuổi tác lớn nhất hoàng hậu nhi tử gọi lưu biện vì nạn đứa con trai này vị hoàng hậu này có thể nói là điên cuồng khó trách lưu hoành mấy cái nhi tử đều chết yểu tại cái này trong hoàng cung nghĩ giết một người thật quả thực quá đơn giản nếu như là cái khác hoàng đế khả năng sẽ còn hỏi đến một chút con của mình tình huống Linh Đế liền ngay cả đến xem một chút đều không có, đối với mình cái này một lần sủng hạnh về sau từ cung nữ ngoài ý muốn sinh hạ hoàng tử thờ ơ, Lưu Dương trong lòng vô cùng bất an. Lần này dùng chính là bí ẩn vừa gieo xuống độc phương thức, lần sau đâu? Ngẫm lại đều để Lưu Dương kinh hãi, đừng vừa đến nơi này liền bị người thật xử lý. Ngẫm lại cuộc sống về sau, Lưu Dương cảm giác được mình lần này là địa ngục hình thức, không nói bị người hạ độc sự tình, liền nói cái này triều đình đi, đã là đi hướng xuống dốc, không mấy năm ngày tốt lành, sau đó thời gian bên trong ngưu nhân xuất hiện lớp lớp, mình còn sẽ có lấy ngày tốt lành. Lưu Dương cũng không cho là mình liền có thể đấu qua được những cái kia ngưu nhân. Loại kia xuyên qua tới liền tiểu đệ như mây tình huống là không thể nào xuất hiện, hiện tại mình coi như là muốn rời đi hoàng cung đều không có khả năng tính. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương cho là mình trước mắt gặp phải là như thế nào còn sống vấn đề. Vì hoàng hậu thế lực tại cái này trong hoàng cung như là như núi lớn, phản kháng đều không có bao nhiêu lực lượng. Nhất làm cho Lưu Dương không hiểu vẫn là thông qua ký ức biết đến rất nhiều chuyện, đó cũng không phải thuần túy trên ý nghĩa tam quốc, mà là một cái có thể tu luyện tam quốc, lưu hoành tu luyện chính là long dương thuật, hoàng hậu tu luyện chính là mê tình quyết, toàn bộ trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một cái trong suốt cái lồng đem toàn bộ hoàng cung gắn vào bên trong đây là một cái đại trận. Hết thảy đều như vậy huyền huyễn, Lưu Dương thật muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng là một thế giới ra sao. Nhìn một chút đóng chặt cửa gỗ, Lưu Dương đứng dậy hướng về nơi đó đi tới. Điện hạ thân thể không tốt, liền không muốn ra khỏi cửa. Giữ cửa người mặc dù dáng vẻ cung kính, lời nói ra lại là không thể nghi ngờ, ánh mắt tại trên thân thể người này đảo qua, Lưu Dương có thể cảm nhận được liền là trên người bọn họ phát ra khí thế cường đại điện hạ bên ngoài gió lớn vẫn là trở về phòng đi một cái khác thái giám cũng đi tới nhìn nói với lưu dương một câu hít một hơi thật sâu lưu dương hướng về trong phòng đi đến đối mặt với những hoàng hậu này phái tới người hắn biết mình căn bản cũng không có bất kỳ lực uy hiếp trong hoàng cung có ba cổ thế lực một cái ra sao hoàng hậu một cái là đổng thái hậu còn có liền là thập thường thị thế lực của bọn hắn một mực cầm giữ hoàng cung mình cái này không có chút nào thế lực người như thế nào mới có thể đủ mở ra cục diện, chạy thoát. Trong phòng có chút lờ mờ, Lưu Dương ngồi xếp bằng trên giường. Nhắm mắt hướng về trong bụng nhìn lại lúc, Lưu Dương trong lòng ít nhiều có chút an ủi, người xuyên Việt đều có gói quà lớn, có lẽ, đây chính là thuộc về mình gói quà lớn. Tại kia trong đan điện, một cái tiểu đỉnh hiện lên hiện ra tại đó. Lưu Dương sở dĩ có thể đến nơi đây, cũng là bởi vì cái này đồ cổ trên thị trường đãi tới cổ đỉnh, trong lúc vô tình ngón tay phá, cái đỉnh này hấp thu một chút máu tươi về sau liền đem mình dẫn tới nơi này. Đỉnh kia tên là tạo hóa đỉnh, cụ thể có dạng gì tác dụng còn không rõ lắm, chỉ biết là có thể hóa vạn vật thành tạo hóa dịch. Đây là một loại có thể cải tạo thân thể, tăng cao tu vi độ tốt. Nghĩ đến tu luyện sự tình, Lưu Dương liền hồi tưởng đến thân thể tình huống, tu hành căn cốt chia làm cửu phẩm, mình căn cốt chỉ là hạ hạ phẩm, là loại kia không cách nào trên việc tu luyện đi lên căn cốt, đây cũng là Lưu Hoành cũng không thích chính mình nguyên nhân một trong. Lưu Biện là trung thượng phẩm căn cốt, Lưu Hiệp càng thêm lợi hại, là thượng trung phẩm căn cốt, mà Lưu Gia Gia truyền pháp môn tu luyện gọi là Đại Phong Quyết, là cao tổ hoàng đế tu luyện công quyết. Rất nhiều thế giới này sự tình tại trong trí nhớ hiện lên. Dùng bữa. Cái này, từ bên trong đi tới một cái cung nữ đây là một cái bình thường cung nữ lúc hành tẩu trên người có một loại rất mạnh khí thế cái này cung nữ tên gọi kim trúc hai tên thái giám hai cái cung nữ phục vụ đối với một cái hoàng tử tới nói vốn là keo kiệt một chút vẫn là gì hoàng hậu người đây coi như là đem lưu dương toàn bộ nhìn chết rồi bên người ngay cả một cái người có thể tin được đều không có bọn hắn muốn hại chết mình thật quả thực quá nhẹ nhõm nếu như không phải cố kỵ đến lưu hoành cảm thụ mình đã sớm chết trên mặt bàn mang lên chính là một cái cái hũ, bên trong nấu một chút rau xanh cùng mạch ăn ở bên trong, nhìn xem đều cảm giác được cực độ không thoải mái. Lưu Dương hướng về bên trong nhìn thoáng qua lúc, hai mắt liền là ngưng tụ, vậy mà phát hiện một chút dược liệu ở bên trong, nếu như là bình thường người, căn bản cũng không biết những dược liệu kia rốt cuộc là thứ gì, Lưu Dương lại là đã nhìn ra, những dược liệu kia bản thân cũng không có cái gì độc, nhưng là, nếu như cùng trong sân một chút hoa cỏ phối hợp cùng một chỗ lúc, liền sẽ tạo thành thần suy kiệt mà chết. Xuyên qua trước đó mặc dù chỉ là một cái nữa về trung y, loại độc này nhưng cũng vừa vặn biết. Lưu Dương cũng không có biểu hiện ra địa phương gì đặc biệt, đem những cái kia đồ ăn đều miệng lớn ăn về sau, ăn đồ vật tự nhiên là tiến vào tạo hóa đỉnh bên trong. Ăn cơm, Lưu Dương tiến vào thư phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thư phòng cũng không có bao nhiêu thư tịch, một chút thẻ tre đóng đặt ở chỗ đó. Hướng về bên ngoài nhìn lại, bốn cái hạ nhân đang tu luyện, tạ đá ở trong tay bọn họ không ngừng tung bay. Có thể là không được sủng ái nguyên nhân, hoàng gia bí truyền đại phong quyết cũng không có truyền cho Lưu Dương, hắn hiện tại luyện không ngoài liền là một loại gọi là mảnh hổ quyền quyền pháp, đây là một loại hoàng gia con cháu trúc cơ quyền pháp. Nếu như không thể trưởng khống lấy mình cái viện này, căn bản là chưa nói tới đi ra ngoài. Lưu Dương trong lòng có lấy một loại cảm giác cấp bách, biết mình thời gian không nhiều lắm toàn thân lần nữa có một loại cảm giác suy yếu đánh tới lưu dương đem tiểu đỉnh đem ra vừa rồi đổ vào những cơm kia ăn sớm đã hóa thành tạo hóa dịch không do dự lưu dương một ngụm liền đem những cái kia tạo hóa dịch uống vào lúc đầu cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất đại lượng năng lượng tại thể nội phun trào một canh giờ trôi qua lưu dương nhìn thấy liền là trong cơ thể của mình tràn ra tới đại lượng màu đen dơ bẩn hướng về ngoài phòng nhìn lại Bốn người sớm đã riêng phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tìm một tấm vải khăn đem toàn thân đều xoa thử một lần, thẳng đến đem những cái kia dơ bẩn đều lau đi về sau, Lưu Dương cảm nhận được chính là mình toàn thân không còn có cảm giác suy yếu, lực lượng lớn hơn rất nhiều. Nhất làm cho Lưu Dương hưng phấn vẫn là chậm chạp không có tiến triển tu vi vậy mà trong lúc bất tri bất giác tiến vào thối bị tầng, càng là tiến vào sơ giai đỉnh phong. Tu luyện là từ thối bị bắt đầu, sau đó liền là luyện nhục luyện cốt, thay máu, thông mạch mấy cái sơ cấp cấp độ. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến thanh âm. Thái giám Lý Quý chạy chậm đến qua đi mở cửa lúc, một người dáng dấp mỹ lệ nữ hài tử xuất hiện tại cửa ra vào. Cung nghênh nữ quan đại nhân. Tại Lưu Dương trước mặt giả vờ giả vịt Lý Quý, đối mặt với nữ hài tử này lúc, lại là thân thể đều công thấp xuống, mặt lộ lấy lòng chi tình. Nữ hài tử kia cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đi đến, cái này lưu dương cũng bị cung nữ kim trúc lôi kéo đi ra ngoài đón đây là một người dáng dấp kiều mị nữ hài tử sa y mang theo gây ẩn gây hiện lúc hành tẩu lưu dương phát hiện hai chân của nàng vậy mà phù ở mặt đất cũng không có tiếp xúc đến thổ địa ánh mắt tại lưu dương trên thân đảo qua nữ hài tử này khẽ nhíu mày nói các ngươi là làm sao vậy điện hạ trên thân làm sao thối như vậy mọi người lúc này mới phát hiện lưu dương trên thân quả nhiên truyền đến trận trận mùi thối lưu dương cũng nhận ra nữ hài tử này là phụ trách hà hoàng hậu sự vụ nữ quan gọi hà ngọc là hà gia người đối với mình thiên nhiên liền là đối lập người lưu dương cũng không nói nhiều đứng ở nơi đó nhìn xem hà ngọc điện hạ xem ra là khỏi bệnh rồi hà ngọc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất mãn lúc đầu coi là lần này lưu dương sẽ chết đi không nghĩ tới vậy mà sống lại đối với lưu dương thái độ nàng cũng không có ngoài ý muốn lưu dương nhìn thấy hà ngọc ánh mắt ném đến loại kia có thể dẫn phát thần suy kiệt tiêu tốn trong lòng lập tức liền là nhảy một cái xem ra chính mình nguy hiểm điện hạ thân thể không tốt phải thêm ăn nhiều ăn lượng hà ngọc hướng về hai cái cung nữ nhìn thoáng qua hai người dọa đến quỳ trên mặt đất nói mời nữ quan yên tâm chúng ta sẽ dùng tâm làm việc hà ngọc xoay người một cái đi ra ngoài thẳng đến cửa đóng lại về sau bốn người nhìn về phía lưu dương ánh mắt lập tức bất thiện bốn người lẫn nhau nhìn xem kỳ thật bọn hắn cũng có chút không hiểu rõ cái hoàng tử này làm sao lại không có chết đi chuyện lần này bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ đã gia tăng lượng thuốc đáng tiếc là vẫn cũng không có đem tiểu tử này chơi chết hôm nay hà ngọc đến đã minh bạch nói cho mọi người lại không đem lưu dương chơi chết bọn hắn đều không có quả ngon để ăn lần nữa lẫn nhau nhìn xem trong đó một cái cung nữ đứng dậy hướng về phòng bếp phương hướng đi đến lưu dương đem mấy người biểu lộ nhìn ở trong mắt trong lòng liền là nhảy một cái biết bọn hắn khẳng định phải lần nữa gây sự hai tên thái giám thuộc về thối bị bên trong sơ cấp hai nữ nhân là trung cấp tu vi của mình vẫn là thối bị sơ cấp đỉnh phong so với hai cái cung nữ mạnh rất nhiều so với hai tên thái giám hơi có không bằng ngồi ở chỗ đó lưu dương đem rất nhiều ý nghĩ đều qua một lần Lưu Dương minh bạch, đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là cầu sống, chỉ có còn sống, hết thảy mới có thể. Đầu tiên muốn để Lưu Hoành coi trọng mình, tiếp theo muốn để Hà Hoàng Hậu có chỗ cố kỵ, không dám công khai gia hại mình, tốt nhất liền là có thể gây nên triều thần chú ý, từ đó nhảy ra mấy cái trung thần đến là chính mình nói chuyện. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.